Hello, xin chào. Ủa có Phúc nữa cả. Rồi, xin chào mọi người. Xin chào. Nghe rõ không mọi người? Anh chị nghe rõ không? Anh chị nghe rõ không? Comment giúp ha. Hello Xuân. Ok, nay nghe có vẻ tốt hơn nha. Nay cải thiện hôm trước nha. Hôm trước là mình làm lần nhưng thất bại, nay mình làm lại nha. Rồi, xin chào Hường, lâu quá không gặp ha. Rồi, anh Lê Trường. Lâu quá không gặp Phúc ơi. Dương Hoàng Phúc. Hello Thương. Giờ chắc khoảng khoảng một phút nữa mình sẽ bắt đầu cái gì ha. Anh chị mình nghe rõ thì mình chịu khó mình comment mình nghe rõ ha, để mình biết được chất lượng âm thanh. Xin chào. Hôm trước mình cũng có làm một buổi nhưng mà âm thanh hình ảnh không tốt nên mình phải hoãn lại nha. Thì hôm nay mình làm lại. Các bạn cho anh vào, các bạn nghe rõ không? Dạ, được 9 người rồi ha. Dạ, các bạn giúp invite thêm một vài bạn nữa đi, chắc khoảng được 20 người thì mình bắt đầu luôn các anh chị ha. Hiện tại mình được 11 người rồi đó. Vài người nữa. Mình sẽ bắt đầu chương trình. Được thì mình có thể share cái video này. Nhưng mà khoan share đi. Xin chào. Mình đợi chút xíu nữa nó ổn định rồi mình hãy share ha. Nhiều khi mình làm nửa chừng cái mạng nó không ổn định đó. Chào Trang. Alo Mẫn. Rồi, mọi người nghe rõ đúng không? Rồi, chào Hân Phạm, Thanh, Thành gì đó. Xin chào Khuê ha. Rõ rõ lắm đúng không? Ok. Rồi, chút xíu nữa 30 giây nữa ha, mình được 12 người rồi, cố gắng lên được khoảng 20 người đi mình bắt đầu luôn. Rồi 14 người rồi ha. Xin chào anh Tín. Rồi, các anh chị có thể ai sẽ comment rồi cho biết cái chất lượng âm thanh ha, mình nghe như thế nào để bên đây điều chỉnh ha. Ok, cảm ơn Xuân. Lần đầu tiên làm chưa có kinh nghiệm đâu nha. Tuy nhiên là mình sẽ chắc chắn các bạn tham dự các bạn sẽ được cái những cái giá trị mà xứng đáng với thời gian mình bỏ ra ha. Rồi, ok. Rồi, 10 giây nữa mình bắt đầu nha. Thì nội dung chính hôm nay á, thứ nhất là tại vì cũng tập Jimmy cũng tập livestream thành ra là cũng chọn cái nội dung mà nhiều người quan tâm đó là về phát âm. Thì mình sẽ tìm hiểu về phát âm cũng như là những cái khó khăn của người Việt khi mình phát âm tiếng Anh. Rồi sau đó là giải đáp thắc mắc, ví dụ có một từ cụ thể nào đó mà các anh chị muốn phát âm mà các anh chị không biết mình nên phát âm như thế nào thì mình sẽ phát âm giúp các anh chị và chỉ các anh chị cách để các anh chị có thể tự phát âm được từ đó nha. Rồi sau đó là cuối cùng là mình có cái phần quà tặng cho những người join hôm nay ha. Rồi ok, sẵn sàng ha. Rồi vậy, vậy phát âm là gì? Chúng ta nghe rất là nhiều về phát âm. Về phát âm là gì thì các anh chị thấy là hồi xưa các anh chị nhớ hồi cái lớp 1 đó là mình cứ đi học xong về mình cứ ea suốt ngày a bạ ba a mạ ma a lợ la vân vân. Thì phát âm có nghĩa là chúng ta cố gắng tạo ra các cái âm thanh cho một ngôn ngữ nào đó.
Khi chúng ta nói tiếng Anh, chúng ta cũng phải cố gắng tạo ra được các âm thanh trong tiếng Anh. Vậy thì khi các anh chị tạo ra chính xác cái âm đó, thì người nghe đó, họ nghe được cái âm đó, họ mới hiểu chúng ta đang nói gì. Và ngược lại, thì khi chúng ta phát ra đúng âm á, thì chúng ta có thể nghe được người khác dễ hơn, là bởi vì mình và họ đang nói cùng một cách. Ví dụ như chúng ta nói đi lùm mà xe đột, ví dụ vậy. Xin lỗi là không có ý là nhạy giọng các anh chị Quảng Nam đâu ha. Nhưng mà nếu như mình nói như vậy thì những người không có kinh nghiệm nghe tiếng của các anh chị Quảng Nam thì có thể mình sẽ hơi gặp khó khăn một chút khi mình nghe người Quảng Nam nói chuyện. Thành ra là phát âm chính là cái cách chúng ta tạo ra âm thanh trong một ngôn ngữ nào đó, đồng thời là chúng ta tập để chúng ta quen nghe cái âm thanh đó, để người khác mà họ phát ra âm tương tự chúng ta cũng nhận diện được. Thì một cách đơn giản là tôi gọi là định nghĩa lại cái bộ nhận diện âm thanh của mình. Và khi mình định nghĩa lại cái bộ nhận diện âm thanh chính xác thì mình mới bắt đầu hiểu nhau dễ hơn. Được chưa? Thế thì tại sao người Việt chúng ta lại gặp khó khăn trong phát âm tiếng Anh? Thì nó có rất nhiều nguyên nhân làm cho người Việt chúng ta gặp khó khăn trong phát âm tiếng Anh. Tuy nhiên nó có một vài nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất là tiếng Việt của mình là tiếng đơn âm tiết. Thành ra chúng ta có xu hướng phát ra từng âm một rời rạc, dẫn đến việc là khi chúng ta phát âm tiếng Anh, chúng ta cũng có xu hướng phát từng âm một rời rạc. Trong khi đó tiếng Anh, các anh chị để ý, nó có từ một âm, nhưng nó có từ hai âm, ba âm hoặc là nhiều âm. Điều này làm cho khi mình nói tiếng Anh, mình mang cái thói quen trong tiếng Việt qua mình nói tiếng Anh luôn. Thành ra thay vì mình đọc đúng, mình đọc là family, thì mình lại đọc là family. Đó, mình hay hay đọc như vậy. Thành ra là người nghe họ không quen nghe như vậy, nên họ rất là khó để họ có thể hiểu được cái từ đó. Mặc dù là viết ra thì chúng ta có thể hiểu nhau rất là dễ dàng, tuy nhiên là vì nghe nói thì đa số người Việt gặp rắc rối là do mang cái thói quen đơn âm tiết ở trong tiếng Việt chúng ta áp dụng cho việc phát âm tiếng Anh. Ngoài ra đó thì tiếng Việt chúng ta không quen phát ra phụ âm đuôi. Mặc dù là ở trong tiếng Việt có phụ âm đuôi các anh chị, ví dụ chúng ta có từ con gà chẳng hạn, con thì nó có âm n đứng cuối, hoặc là chúng ta có con chim hót thì có âm th đứng cuối, nhưng chúng ta thường không có phát ra âm th này. Chúng ta không nói là con chim hót à. Nhưng mà đối với tiếng Anh thì cái việc phát ra cái phụ âm đuôi nó cực kỳ quan trọng, vì nó sẽ giúp phân biệt được những cái từ tương tự với nhau. Ví dụ các anh chị thấy chúng ta có từ why là tại sao, thì nếu chúng ta thêm một cái âm th ở cuối, chúng ta có white, thì người nghe lại hiểu đó là gì, đó là màu trắng. Hay các anh chị thêm âm phở ở cuối nào, ví dụ wife, thì người nghe lại hiểu đó là gì, vợ chẳng hạn. Như vậy thành ra là đối với tiếng Anh, việc phát ra âm đuôi cực kỳ quan trọng, nhưng vì thói quen của tiếng Việt chúng ta không phát ra âm đuôi, dẫn đến việc là gì, là chúng ta thường hay bỏ quên cái phụ âm đuôi, hoặc thậm chí chúng ta phát sai âm. Một số anh chị ví dụ như với kinh nghiệm giảng về chuẩn giọng 9 năm rồi, từ 2009 đến giờ, thì tôi gặp rất nhiều người, thì có một số anh chị nói rất lưu loát, tuy nhiên là vẫn gặp một số rắc rối là bị sờ lung tung, có nghĩa là phát ra cái âm sờ mặc dù không có nhưng chúng ta vẫn phát ra âm đó, hoặc là gì, nó có những phụ âm đuôi nhưng chúng ta vẫn quên phát ra phụ âm đuôi đó. Thì đó là một trong những cái khó khăn của người Việt gặp phải, là do thói quen của tiếng Việt. Cái khó khăn kế đến đó mà người Việt gặp phải đó chính là gì, là tiếng Việt chúng ta đánh vần được trên chữ viết, trong khi tiếng Anh thì không đánh vần được trên chữ viết. Thế tại sao tiếng Việt lại đánh vần được trên chữ viết? Là chúng ta có một giai đoạn chúng ta nói tiếng Hán nôm, có nghĩa là chúng ta sử dụng một cái chữ tương tự như chữ Hán, rồi chúng ta sáng tạo thêm một số nét, bỏ một số nét, và chúng ta nói theo cách riêng của mình. Thì khi đó Alexander Ross khi vào Việt Nam truyền đạo đó, thì ông ta mới nghe cái cách nói của mình lúc bấy giờ có cái âm hưởng của tiếng Latin. Trong khi đó bản thân ông ta lại không biết viết ở chữ nôm, cũng không biết nói theo cái kiểu của người Việt lúc bấy giờ, nhưng ông ta lại biết biết ký tự Latin. Thành ra ông ta mới dùng cái ký tự Latin để ông ta đi phiên âm lại cái cách mà chúng ta nói lúc bấy giờ, để làm chi, để thuận lợi cho việc ghi chép kinh thánh và truyền đạo, để làm sao đó là ông ta nhìn vào cái chữ ông ta viết để ông ta phát ra một cái âm tương tự như cái âm người Việt phát ra lúc bấy giờ, dẫn đến việc là ông ta đặt cái nền tảng cho tiếng Việt của chúng ta ngày hôm nay. Nên về cơ bản tiếng Việt bản chất nó là phiên âm,
nên chúng ta có thể đánh vần được trên chữ viết. Thành ra lớp 1 chúng ta học cách đánh vần, và sau khi học xong lớp 1 chúng ta có thể tự phát âm được mọi từ dựa vào cái việc đánh vần. Các anh chị đồng ý không ạ? Nếu anh chị nào mà học tiếng Hàn thì các anh chị thấy bản chất của tiếng Hàn nó cũng là phiên âm. Có nghĩa là gì? Mặc dù ký tự nó không phải là ký tự Latin, tuy nhiên là các anh chị có thể đánh vần được trên chữ viết. Điều này có nghĩa là các anh chị học tiếng Hàn, các anh chị học chừng 1-2 tháng thì chúng ta có thể đọc rất là ngon lành. Tuy nhiên cái chuyện hiểu nó là nghĩa gì thì chưa chắc mình hiểu, nhưng mình có thể đánh vần được trên cái chữ viết. Đó, thành ra là những cái ngôn ngữ mà chúng ta đánh vần được trên chữ viết thì nó mang cái tính chất của cái phiên âm, được không ạ? Vậy thì bản chất của tiếng Việt là phiên âm, nên chúng ta cứ dựa vào chữ viết chúng ta đánh vần, dựa vào chữ viết đánh vần. Thành ra là chúng ta rất dễ để có thể tự phát âm một từ mới. Thì trong khi đó là tiếng Anh nó lại không phải như vậy cái gì. Bởi vì sao? Trong tiếng Anh, ví dụ như không biết tôi viết vậy các anh chị có thấy không, có thấy rõ thì comment giúp ba. Thấy rõ mà. Thấy rõ, các anh chị ghi rõ giúp ha. Màu mà này có thấy rõ mà. Hello. Thấy không ạ? Hello. Hay là ghi ghi màu này thì màu nào các anh chị thấy thấy rõ hơn? Màu màu hồng hay là màu xanh? Màu màu xanh ha. Ok, rồi ghi ghi một số từ nha. Tôi lấy ví dụ đây. Rồi các anh chị đợi tôi ghi ha. Rồi. Ví dụ từ này, các anh chị có thể thấy nè. Cái từ này bản thân nó các anh chị đọc là gì? Là ear. Các anh chị thấy rõ mà, ear. Thế chúng ta thêm âm hờ trước ear, chúng ta vẫn đọc nó là hear, có nghĩa là cái vần nó không đổi đi, hear. Tuy nhiên chúng ta lấy âm bờ chúng ta gắn trước âm ear thì chúng ta lại đọc từ này là bear. Bear, hình dung chưa? Bear có nghĩa là nó không còn là ear nữa mà nó đổi thành ear. Bear. Hay là gì? Các anh chị thấy thêm một số từ nữa ha. Ví dụ giờ, ví dụ từ này các anh chị nha, chúng ta thấy chữ này chúng ta đọc là gì? Là eat, là ăn. Tuy nhiên chúng ta lấy cái eat chúng ta gắn thêm gr trước nó thì các anh chị lại thấy là gì? Nó đọc là great, great. Chúng ta không giữ từ eat. Hoặc là chúng ta thấy từ này đi, ví dụ nha, các anh chị thấy chữ này đó, nó nằm trong chữ Christmas. Tuy nhiên là khi các anh chị đọc riêng chữ này, các anh chị lại đọc là Christ, Christ, Christ. Vậy điều gì xảy ra nếu như các anh chị đọc là Christ trong khi người bản xứ họ lại đọc là Christ? Thì chắc chắn là gì? Chúng ta bàn đến cùng một chữ nhưng mà chúng ta rất khó nhận diện là họ đang nói từ này nếu chúng ta đọc là Christ trong khi họ đọc là Christ. Đồng ý mà. Và ngược lại, khi các anh chị nói là Christ, họ cũng khó hình dung chúng ta đang nói từ này bởi vì bản thân họ không đọc nó như vậy. Hoặc là gì? Ví dụ chúng ta thấy từ này thì hầu hết từ này là các anh chị thấy một con phượng hoàng đó. Thì hầu hết người Việt nếu như theo cảm tính đoán mà chưa nghe bao giờ, học chưa học bao giờ thì chúng ta sẽ có xu hướng đọc nó là phonics hoặc là phonics. Trong khi đó, sự thật nó được đọc là phoenix, có nghĩa là âm e. Phoenix. Các anh chị hình dung nhỉ? Đó. Và nó còn vô vàn những từ khác nữa. Ví dụ chúng ta có từ miền Nam, các anh chị đọc là South. Đối với danh từ. Trong khi đó tính từ rất nhiều người tưởng đâu là Southern nhưng thật ra nó là Southern. Ví dụ như vậy nha. Thì chính vì cái cách đọc như vậy nên nó làm khó khăn cho người Việt khi phát âm tiếng Anh. Có nghĩa là chữ viết và cách đọc không có mối quan hệ một một với nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hay thậm chí cùng một chữ các anh chị tồn tại nhiều cách đọc khác nhau phụ thuộc vào là Anh hay Mỹ đọc. Ví dụ chúng ta biết cái brochure đó nha, thì cái brochure người Mỹ họ đọc là brochure, tuy nhiên là người Anh đọc là brochure, ví dụ như vậy. Hay là một số từ khác, ví dụ chúng ta có người Anh họ đọc từ từ không, đó là not, tuy nhiên người Mỹ là not, ví dụ như vậy. Thì nó họ đổi một chút xíu, thành ra là cùng một chữ có thể đọc khác nhau tùy theo Anh hoặc Mỹ. Hoặc là gì, cùng một chữ có thể đọc khác nhau tùy theo nó là danh từ hay nó là động từ hay nó là tính từ. Tôi lấy ví dụ, chúng ta hay đọc từ nội dung là content. Thật ra khi chúng ta đọc content,
content, cái gì hình dung từ đó mà, thì các anh chị đang đọc tính từ của từ đó và nó nghĩa là thỏa mãn. Nếu như chúng ta muốn đọc nó là nội dung, chúng ta phải đọc là content, content. Cái gì hình dung vậy? À, thì nó mới nghĩa là nội dung. Hoặc cũng như vậy, chúng ta có từ record là gì? Kỷ lục. Trong khi record cùng viết như nhau nhưng mà nghĩa nó lại khác nhau. Record là ghi lại, ghi âm. À, ví dụ như vậy. Đó thì thành ra là cùng một từ có thể có nhiều cách phát âm khác nhau, tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Chính vì vậy nên chúng ta không thể đánh vần được trên chữ viết. Hello, rõ không, rõ không, rõ chưa, rõ chưa? Hello, hello. Hello. Rõ chưa mọi người? Hello Phát. Hello. Rõ chưa chị Dung ơi? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa mọi người? Comment giúp mọi người ơi nha, nếu thấy rõ là comment giúp rõ ha, để mình tiếp tục nha. Hello. Rõ mọi người. Phát ơi. Phát ơi, thấy rõ không? Hello. Rồi mọi người comment giúp nha. Thấy rõ thì mọi người comment giúp để mình tiếp tục nha. Sao rồi? Hello. 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 Mình bị nghe rồi hả? Rõ ha? Ok, rồi. Có vẻ nó được rồi đó. Rồi, bây giờ rõ chưa? Bây giờ thấy cái mạng nó có vẻ ổn rồi đó. Ok. Rồi, rồi. Rồi, giờ rõ chưa ạ? Mọi người chấm cái cho lẹ ha. Nếu rõ mọi người chấm giùm cái. Mình đã rõ chưa ạ? Rồi, ok. Tiếp tục nha. Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra nè, là có cái cách gì đó để mà mình có thể tự phát âm được một từ, mình nhìn vào chữ mình đoán được từ đó đọc như thế nào không? Thì câu trả lời là có. À, tuy nhiên nó không đảm bảo tuyệt đối các anh chị, nó đúng khoảng đâu đó 70-80% cỡ đó ha. À, tuy nhiên có một điều là gì, tôi giả sử nó đúng 99% thì điều gì xảy ra? Các anh chị sẽ không biết mình phát âm khi nào thì đúng, khi nào sai. Thì chính vì vậy nó sẽ làm giảm sự tự tin của mình đi. Và thường thường là như thế này. Ví dụ chúng ta thấy cái từ V nè, A, R, ví dụ từ này ha, V, A, R, I dài nha. Này, viết ra thử nha. Dạ. Ví dụ chúng ta thấy từ này nè. Đó, các nhìn thấy rõ chưa? À. Thì nếu như chúng ta không biết chính xác nó đọc là A, va hay là ve, thì thường thường chúng ta sẽ đọc như thế nào các anh chị? Anh chị comment xuống mình đọc như thế nào? A hay à? Thì nếu như chúng ta không biết chính xác một từ, chúng ta nên phát cái âm đó đó là A hay E, thì chúng ta sẽ có xu hướng không phát ra A cũng không phát ra E. Cái gì tưởng tượng ví dụ như bây giờ mình thấy một cái ổ gà trên đường mình chạy xe. Bây giờ mình suy nghĩ mình không biết nên né trái hay né phải, thì cuối cùng các anh chị né trái hay né phải ạ? Trái hay phải ạ? Hello. Hello, hello, hello chị Thị. Nếu như chúng ta không biết mình nên né trái hay né phải khi mình thấy ổ gà, thì thường là chúng ta chạy qua luôn ổ gà đó. Mệt lắm mà. Rồi, rõ chưa, rõ chưa, rõ chưa. Rồi, Lê Thanh Tuyền, đã thấy chưa? Hello. Mờ lắm hả?
Rồi, thấy chưa? Luôn. Rồi Tuyền ơi, em thấy em có thấy rõ không Tuyền ơi? Em comment giúp đi Tuyền ơi. Hân ơi, có thấy rõ không? Hân ơi, có thấy rõ không ạ? Mình comment giúp là rõ hay không rõ để mình tiếp tục luôn ha, để mọi người khỏi chờ nha. Hello. Rồi những người mới join vào ha, cho mình biết là có rõ hay không ha. Rồi thấy rõ những người mới join vào nè. Nghe tiếng nghe rõ hả? Chết cha, giờ hơi mờ nhưng mà nghe vẫn được đúng không? Không rõ bằng lúc đầu đúng không? Sao ngộ vậy ta? Nhưng mà nghe tạm được đúng không? Tạm được đúng không? Tạm được đúng không? Giờ vậy mình tạm thôi, mình nghe đi ha, nghe đi ha. Rồi có gì cần thì Jimmy sẽ type nha, sẽ đánh máy cho mọi người nha. Ok, rồi vậy vậy thì các anh chị hình dung vậy nè, nghe nghe rõ không Thùy ơi? Không thấy hình rõ nhưng mà nghe rõ không? Không rõ như lúc đầu đúng không, nhưng mà nghe rõ không ạ? À? Nghe âm thanh rõ không? Cái nào cần ghi thì mình sẽ thay mình đánh máy lên cho ha. Ok, rồi vậy tiếp tục luôn nha. Vậy thì hình dung vậy nè, nếu như chúng ta không biết né trái hay né phải thì thường thường là chúng ta chạy qua luôn ổ gà đó. Vậy thì nếu như các anh chị mà không biết cái âm đó mình nên đọc A hay E thì thường thường chúng ta cũng không phát ra A mà cũng không phát ra E. Để chúng ta có xu hướng, chúng ta có xu hướng là chúng ta đọc cái âm nửa nửa, thành ra không đúng cũng không sai. Nói chung là nó không đúng cái này cũng không đúng cái kia các anh chị ha. Đó, thành ra là đoán nó sẽ làm chúng ta thiếu tự tin và chúng ta phát ra một cái âm gì đó nó không có chính xác. Được chưa? Ok. Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như đúng đúng 99% mà chúng ta vẫn tự tin luôn, chúng ta không bị thiếu tự tin thì điều gì xảy ra? À, chúng ta nói sai mà chúng ta thiếu tự tin nó còn nguy hiểm hơn là sai mà không có tự tin nữa các anh chị. Thành ra đằng nào thì chúng ta cũng phải mở từ điển ra, chúng ta tra một từ, chúng ta phải biết nó nghĩa gì, chúng ta cần phải biết nó từ loại gì nếu mình muốn viết đúng chính tả. Rồi thậm chí chúng ta phải biết nó là sử dụng trong hoàn cảnh nào, hay thậm chí mình đọc một số cái ví dụ để mình biết cái cách mình sử dụng từ đó. Thì thôi mình nhìn cái phiên âm của nó, mình đọc luôn đi. Phiên âm thế nào thì đọc thế nấy, nó không có lừa chúng ta. Còn chữ viết nó có thể lừa chúng ta. Đôi khi các anh chị thấy nó viết một đằng nhưng nó lại đọc một nẻo, chả dính dáng gì với nhau hết nha. Thành ra là có một cái công cụ giúp mỗi chúng ta có thể tự phát âm được bất kỳ từ nào mà các anh chị không cần phải đoán nữa, đoán già đoán non nữa. Đó chính là gì? Là cái phiên âm quốc tế, mà mở hầu như từ điển nào thì cũng có cái phiên âm đó. Vậy thì đó chính là cái cơ sở mà phiên âm ra đời. Chính vì tiếng Anh chữ viết và cách đọc không có mối quan hệ một một với nhau, nên người ta phải cần một cái thứ gì đó để cho những người như chúng ta không phải người bản xứ có thể tự đọc được một từ mà không phải cứ nghe người khác đọc thì mình mới đọc được. Thì đó chính là gì? Đó là phiên âm đó. Thành ra các anh chị qua Mỹ, các anh chị mua quyển từ điển thì từ điển đó vẫn có phiên âm, mà đây chính là nguồn gốc ra đời của phiên âm. Và chính vì bản chất của tiếng Anh nó là như vậy, thành ra là nó cần phải có phiên âm. Vậy thì các anh chị hình dung là khi mình học tiếng Anh mình phải chấp nhận cái bản chất của tiếng Anh nó là vậy đó. À, chữ viết đằng đọc nẻo, chữ viết đằng đọc nẻo đó. Thành ra là mình cứ thoải mái đi, mình chịu khó mình nhìn cái phiên âm nó để mình đọc, và phiên âm không đánh lừa chúng ta. Phiên âm như thế nào thì đọc thế nấy nha. Rồi, thế ngoài ra tại sao người Việt mình lại gặp khó khăn khi phát âm tiếng Anh nữa? Thì các anh chị thấy là ở trong tiếng Việt á, thường thường các nguyên âm nó tồn tại dạng đơn lẻ.
Trong khi trong tiếng Anh đó, các anh chị nó thấy thường thường nó tồn tại dạng cặp đôi, có nghĩa là gì? Nó có hai âm y, y ngắn và y dài. Mặc dù trong tiếng Việt có y ngắn, có y dài, tuy nhiên là gì? Là đọc nó cũng kiểu, ví dụ mỹ thuật các anh chị viết y ngắn hay y dài các anh chị đều đọc giống nhau. Nhưng trong khi đó tiếng Anh các anh chị thấy nè, y có y ngắn y dài, a có a ngắn a dài, rồi gì nữa, o có a o ngắn o dài, u có u ngắn u dài, dẫn đến việc là hầu hết người Việt mình có xu hướng mang cái âm của tiếng Việt mình phát ra trong tiếng Anh, nên cái người nghe họ không có hình dung được là các anh chị đang nói cái âm nào trong các âm đó. Ví dụ như mình không, người ta không hình dung là mình nói y ngắn hay y dài, dẫn đến việc là những cái từ tương tự như thế này ha, tôi đánh máy ra cho các anh chị xem ha. Ví dụ như những hai từ này đó, thì hầu hết là gì, người Việt chúng ta không có phân biệt được. Hay là ví dụ như hai từ này các anh chị thấy đó, thì hầu hết những người học tiếng Anh là rất là khó phân biệt. Vậy thì để học được tiếng Anh, chúng ta cần phải hiểu rõ các cái cặp này nè, nó khác nhau như thế nào. Vậy thì nếu như ai đó mà tốt bụng mỗi ngày phân biệt cho các anh chị 5-10 cặp như thế này thì chắc cả đời cũng không xong. Thành ra bản thân mình phải tự biết cách mình làm sao mình tự phân biệt được nó. Thì tất cả các cái cặp như thế này, ví dụ như hai âm này, hai từ này các anh chị ha. Đó. Thì các anh chị thấy là gì? Phát âm rất khác nhau. Tuy nhiên là hầu hết những cái học viên trước khi học tôi á, thì đều phát âm hai từ này giống nhau. Đó, vân vân còn rất là nhiều thứ khác nữa nha. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể cải thiện được cái phát âm của mình? Thì chúng ta nhớ rằng là khi mình học một cái ngôn ngữ mới thì cái âm thanh đó có thể vô tình một số âm nó gần gần với âm của ngôn ngữ cũ, chứ nó cũng không có giống 100% cái gì. Ví dụ nhiều người cho rằng là âm vờ trong tiếng Anh với vờ trong tiếng Việt giống nhau, nhưng thật ra nó không giống lắm, nó chỉ là gần với nhau thôi chứ nó không phải giống 100%. Ví dụ trong tiếng Việt chúng ta có xu hướng phát ra phụ âm rất là ngắn cái gì, ví dụ mình nói cà phê phở, trong khi đó tiếng Anh cả là mình dùng âm phở rất là dài, ví dụ cà phê phở, famous, family, là các anh chị nghe âm nó dài hơn rất nhiều so với cái âm trong trong tiếng tiếng Việt mình. Hay là tiếng Việt mình hay là đi về đi về đi về, trong khi đó là gì, nếu mình lấy cái âm v trong tiếng Anh mình phát cho tiếng Việt này, thì các anh chị sẽ thấy là đi về, lâu lâu các anh chị chấm chấm cái dùm để đảm bảo rằng là mình vẫn đang nghe các anh chị nha. Nhiều khi tôi đang nói có một mình tôi đó, đọc diễn đó, chấm thử cái anh chị nha. Hello, anh chị nghe không ạ? Hello, về về, hello. Hello, ok, good, rồi, 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 vậy, vậy tôi nói lại ha. Thì thường thường đó, mình cứ tưởng, mình cứ ngỡ rằng là cái âm của tiếng Anh nó giống với âm tiếng Việt, nên mình hay dùng âm tiếng Việt mình phát ra cho tiếng Anh, dẫn đến việc là dĩ nhiên nó không đến nỗi sai, nhưng nghe nó rất là dở. Vì vì ví dụ mình đọc family family famous thì rất là dở, nhưng mình đọc family famous. Hay là gì, thay vì nó đi về, thì nó là đi về, về. Thì nếu mình lấy cái âm v dài như vậy, mình gắn vào tiếng Anh là very, very, thì các anh chị thấy cái từ very mình đọc nó rất là rõ ràng, người nghe rất là dễ hiểu các anh chị. Còn nếu có giờ very very thấy gớm không nè, ví dụ như vậy. Hay là những cái âm khác các anh chị thấy mình tưởng đâu nó gần nhưng thật ra nó khác khá xa. Ví dụ âm hờ trong tiếng Anh khác hờ tiếng Việt nè. Ví dụ mình nói hờ theo kiểu tiếng Việt mình dùng cho tiếng Anh, các anh chị nghe thử nè, hi how who hit thấy gớm không, trong khi đó là gì, tiếng Anh chứ hi hi he hello vân vân nha. Đó thì nhắc lại, vậy thì nếu chúng ta muốn nói một ngôn ngữ cho tốt thì chúng ta nên học một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc, là bằng cách là gì, học lại nha. Thứ nhất là làm sao để chúng ta có thể phát ra được các âm trong ngôn ngữ đó, và làm sao họ phát ra cái âm đó thì mình tôi biết âm này nè, tôi nhận diện ra được âm này nè, thì chúng ta mới hy vọng chúng ta nói một cái từ hoàn chỉnh, rồi chúng ta nói một câu hoàn chỉnh. Vậy thì phát âm nó không không phải là tất cả cái gì, nhưng nó chiếm một phần rất quan trọng trong giao tiếp. Nếu chúng ta không có thể học được tất cả các yếu tố thì chúng ta chọn một yếu tố quan trọng nhất trong giao tiếp, thì tôi nghĩ rằng là nên chọn cái phát âm. Dĩ nhiên là mình phải có từ vựng rồi, phát âm mà mình không có từ vựng thì cũng như không, đúng không ạ? Vậy thì hầu hết người Việt gặp vấn đề như thế này,
là đọc tài liệu người ta viết thì hiểu, chat thì hiểu, gửi mail đọc cũng hiểu đâu đó 70-80%, nhưng chỉ có giao tiếp bằng ngôn ngữ nói là chúng ta gặp vấn đề thôi. Có đồng ý không ạ? Các anh chị đồng ý mà, các anh chị đồng ý chấm giùm cái ạ. Có phải vấn đề chung của mọi người không? Hello, hello, hello. Nó vẽ cái mạng sao nó yếu quá ha. Rồi, ok. Vậy thì các anh chị hình dung vậy nè. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang thiếu từ vựng đến mức chúng ta không hiểu được giao tiếp hàng ngày không? Câu trả lời là không, bởi vì thật ra chúng ta học tiếng Anh từ lớp 6 tới lớp 12 là 7 năm. Rồi nhiều người lại học thêm vài năm đại học tiếng Anh rồi ra trường học trung tâm này, trung tâm nọ. Sự thật là từ vựng chúng ta khá đủ. Dĩ nhiên gọi là đủ thì không bao giờ đủ, nhưng mà đủ để có thể giao tiếp được hàng ngày. Nhưng cái hình thức giao tiếp mà mình tốt nhất là hình thức đọc hiểu, là bởi vì cái cách học từ vựng, các anh chị để ý là hầu hết người Việt mình học từ vựng theo cách là gì, thấy từ đó biết nghĩa gì rồi thôi. Còn nếu như chúng ta không biết cách phát âm nó đúng thì dĩ nhiên là mình nói người khác họ không hiểu rồi, và ngược lại là khi mình phát âm sai thì họ nói mình cũng cũng không hiểu họ được, anh hiểu nha. Do đó là cái ngoài chuyện các anh chị học nhiều từ vựng thì các anh chị cố gắng làm sao phát âm không nhất thiết phải chuẩn 100% như người bản xứ, nhưng là gì, nó càng gần bao nhiêu thì giao tiếp càng dễ dàng. Rồi sau khi chúng ta phát âm tốt các từ rồi thì các anh chị mới nghĩ đến cái cách là làm sao chúng ta nói nhiều từ với nhau, thì cái đó nó liên quan tới ngữ điệu. Là bởi vì khi chúng ta nói hai từ với nhau thì chúng ta không đọc hai từ đó bằng nhau. Ví dụ các anh chị nghe người bản xứ họ nói good morning thì hầu như các anh chị rất hiếm khi nghe được từ good một cách trọn vẹn, các anh chị nghe hầu như chỉ morning không à, good morning đó. Thì khi chúng ta nói hai từ với nhau hoặc nhiều từ với nhau thì chúng ta có xu hướng là gì, là đọc nó đều đều, trong khi người bản xứ là gì, họ có cái trọng tâm, có nghĩa là họ tập trung vào cái ý chính, họ không đi tập trung vào từng chữ rời rạc như cái cách chúng ta hay nói tiếng Anh đó. Thì nó làm cho gì, là mỗi người nói theo một kiểu khác nhau, nên khi mình giao tiếp với họ, họ không quen nghe kiểu như vậy, mà mình nói với họ mình cũng không có quen nghe cái kiểu của họ, thành ra là gì, giao tiếp khó khăn là hiển nhiên. Thành ra ngoài chuyện chúng ta học phát âm, chúng ta cũng cần phải biết là mình làm sao để mình nói một cụm từ hay một câu một cách tự nhiên, một cách gần nhất có thể với họ, thì ngay lập tức các anh chị sẽ thấy mình nghe tốt hơn. Là bởi vì đơn giản là mình và họ nói cùng một cách thì mình nghe họ nói thì cũng giống như mình nghe mình nói, mà mình nghe mình nói mà còn nghe không được nữa thì thôi á, đúng không? Thành ra là các anh chị thấy mình, nếu như mình biết cách mình học một cách khôn ngoan, mình không cần phải tốn quá nhiều thời gian á, tự nhiên phát âm tốt hơn là nghe được, nói người ta hiểu, hình như nha. Do đó là khi học một từ vựng chịu khó trang bị 4 kỹ năng luôn, nghe nói đọc viết luôn, phát âm nè, được chưa? Thì khi các chị phát âm đúng là nói người ta hiểu, người ta nói mình hiểu, học từ loại thì nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị viết đúng, bởi vì viết mà không biết từ loại là gì là không thể nào viết được rồi nè. Rồi ngoài ra là gì, học thêm giùm tôi một vài cái ví dụ và cái cách dùng của từ đó, nó giúp mình dùng chính xác hơn đó, nó giúp mình dùng, là nhiều người là gì, dùng không đúng hoàn cảnh cái từ đó, mặc dù nghĩa nghĩa như vậy nhưng dùng không đúng hoàn cảnh. Thành ra anh chị chịu khó là mình coi luôn cái cách người ta dùng để mình dùng cho nó đúng hoàn cảnh. Vậy thì nếu các anh chị học được nó khá đầy đủ như vậy thì chúng ta phát triển một lần nhiều kỹ năng luôn, không phải vất vả học từng kỹ năng một riêng lẻ, rất là tốn thời gian các anh chị ha. Rồi vậy thì bây giờ các anh chị có thắc mắc gì thì các anh chị mình có thể đặt một vài câu hỏi, rồi hoặc là mình comment cái từ mà mình muốn phát âm thì tôi hướng dẫn các anh chị cách phát âm, có nghĩa là tôi sẽ phát âm, tôi phân tích cái từ đó ra, trong đó nó có âm gì trong đó và làm sao để phát được âm đó luôn các anh chị, chứ không phải là chỉ là phát âm để các anh chị nghe thôi. Nếu mà để nghe thôi thì các anh chị mở từ điển ra nghe người ta đọc thôi, chứ cần gì mình nghe hướng dẫn ở đây, đúng không ạ? Đó, ok, rồi xin mời ha. Các anh chị có câu hỏi gì, các anh chị thắc mắc gì đó, các anh chị ghi ra, hoặc là một từ nào đó muốn phát âm thì các anh chị ghi ra ha. Ok, rồi nhanh lên các anh chị ha. À, thì trong lúc chờ đợi đó thì tôi có một vài bạn hỏi
sẵn rồi trong cái lần trước, một một số bạn comment sẵn rồi đó, thành ra tôi ghi một số từ và tôi sẽ hướng dẫn đọc trước ha. Ví dụ cái từ chúc mừng, cái từ chúc mừng. Hello. Hello. Kỳ vậy. Hello, hello. Hello. Còn nghe chấm giùm cái mọi người ơi. Còn nghe không? Còn nghe không? Dạ mọi người còn nghe không? Dạ ví dụ từ này ha. Nghe chấm giùm cái nha. Hello. Dạ ok. Dạ trả trả lời hôm trước là ví dụ có một từ bạn hỏi cái từ chúc mừng nha. Dạ. Từ chúc mừng. Tôi gõ từ này ra luôn nha, rồi sau đó tôi gõ cái phiên âm cho các anh chị xem thử ha. Thành quà mình đi chậm thôi nhưng mà mình đi chắc cái gì nha. Rồi thứ nhất là gõ cái từ ra cho các anh chị xem nè, là chúc mừng. Rồi no, rồi kỳ vậy. Rồi câu hỏi thứ nhất nha. Orient ha, Orient. Ok. Rồi ví dụ như cái từ chúc mừng á, congratulations ha. Nhiều người cái lỗi lỗi sai phổ biến mọi người hay phát âm từ này là gì? Mọi người hay đọc là congrats. À trong khi đó cái âm chính của nó là a cái gì ha? A. Nó là âm a ngắn đó, a ngắn. Rồi, do đó chúng ta sẽ đọc là gì? Thành đà, ví dụ từ này nè, các anh chị thấy chưa? Nha. Rồi, về cho dễ ha, đánh máy hơi lâu. Rồi, thấy chưa? Dạ, ok. Rồi, vậy chúng ta đọc nó như thế nào ha? Thì chúng ta có đầu tiên là gì? Congratulations hoặc là to đều được hết ha. Tại vì nó có cái biến âm đó, các anh chị có thể đọc là congratulations hoặc là gì biến âm đọc thành to. Giờ chúng ta đọc là congratulations hoặc là congratulations đều được hết, congratulations nha. Rồi chị Minh hỏi từ gì? Orient ha, Orient. Rồi Orient, rồi chúng ta có o o o dài ha, chu miệng ra o o o Orient, Orient. Ok. Rồi, thầy ơi, bạn em bảo nếu đưa một từ nào đó không có phiên âm làm sao mà đọc đúng được thầy? À, ok, câu hỏi rất hay nha. Bạn thầy hỏi rất là hay. Nếu đưa một từ không có phiên âm thì mình có thể đoán dựa vào một cái từ cũ mà mình biết tương tự. Tuy nhiên, đoán thì không đảm bảo đúng. Nếu nó đảm bảo đúng 100% thì phiên âm sẽ không ra đời. Và các anh chị phải hiểu được điều này là tiếng Anh nó có từ lâu lắc lắm rồi, chúng ta không có thông minh đến mức mà chúng ta đi đi chế ra một cái cách gì đó hoàn toàn mới mà thế giới không biết đâu. À thành ra là chính vì cái bản chất của tiếng Anh là chữ viết và cách đọc không có mối quan hệ một với nhau nên phiên âm nó được ra đời để hỗ trợ cho việc đọc các anh chị. Còn tại sao người bản xứ họ không cần biết phiên âm? Là bởi vì đơn giản họ được nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nó giống như một người Việt cái gì không biết chút xíu gì về chữ viết tiếng Việt nhưng vẫn nói tiếng Việt ngon lành, là tại vì đơn giản mình là người Việt, là mình được nghe đi nghe lại rất nhiều lần nên mình có thể là gì không cần biết chữ nhưng vẫn nói ra được một cái từ giống với người khác. Do đó là trả lời bạn Thùy Nguyễn chốt lại nè, là chúng ta có thể đoán dựa vào một từ nào đó tương tự, tuy nhiên nó không đảm bảo tuyệt đối. Và dù gì thì mình nếu mình biết đọc từ đó mà mình không biết nghĩa gì, không biết cách sử dụng thì mình có đọc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Thành ra thôi chịu khó mở từ điển ra, nhìn phiên âm đọc cho nó an toàn.
nó giúp cho mình gia tăng cái sự tự tin. Và ngoài cái chuyện đọc phiên âm, nó hình thành được cái thói quen. Các bạn hình dung vậy nè, học tiếng Anh quan trọng là thói quen. Chúng ta không cần phải học quá nhiều thời gian một ngày, nhưng làm sao nó đều đặn mỗi ngày 15 phút, 30 phút, thì cái đó nó mới giúp mình giỏi, chứ không phải là học quá nhiều từ một ngày. Thành ra là tập cho mình thói quen mở từ điển, thì cái thói quen này sẽ giúp ích cho các anh chị rất nhiều nha. Bao gồm việc là gì, học cách sử dụng, học nghĩa, học từ loại, vân vân nha. Do đó là bạn Thường Nguyễn ok không nha? Thật ra cái buổi livestream này thì chúng ta không có nhiều thời gian, với lại nó bị giới hạn về phương tiện đó, thành ra là có thể nói các bạn nghe hiểu không rõ lắm. Nếu nếu các bạn mà có thời gian á, cuối tuần này sáng chủ nhật các anh chị đến dự một cái chương trình 3 tiếng rưỡi của tôi, các anh chị sẽ hiểu chi tiết hơn, bởi vì nó có đầy đủ phương tiện để chúng ta minh họa, thậm chí chúng ta minh họa trên từ điển, chúng ta có thể viết ra bản vân vân nha. Chúng ta làm theo, có những cái hoạt động làm theo được không Thùy ha? Ok Thùy ơi, comment giúp nha, nghe rõ câu trả lời chưa? Rồi, câu hỏi thứ hai nha, làm thế nào để mình dùng từ ngữ cho đúng hoàn cảnh hả thầy? Thầy cho ví dụ được không ạ? Rồi bạn Hân, làm sao để chúng ta sử dụng từ đúng hoàn cảnh? Thì các anh chị hình dung vậy nè, có một trong những cái trở ngại của người Việt khi sử dụng từ đó là gì? Là mình có xu hướng mình tra từ điển, mình chỉ lấy cái nghĩa đầu hoặc là cùng lắm là nghĩa thứ hai, thứ ba gì của một từ. Trong khi đó là một cái từ đó, nó có thể có cả chục nghĩa cái gì. Ví dụ các anh chị mở từ điển ra, các anh chị tra từ set hoặc là từ get, các anh chị thấy nó cả chục nghĩa. Thành ra là khi mình sử dụng từ có thể không chính xác lắm. Nên đó, mình muốn sử dụng một từ đúng ngữ cảnh, đúng hoàn cảnh, thì các anh chị chịu khó tra cái từ điển, ví dụ từ điển Cambridge. À, anh chị nào chưa có chút xíu tôi gửi link đâu đó, có muốn không ạ? Muốn thì chấm giùm nha. Rồi ok, ghi từ từ điển nha, ghi gõ chữ từ điển, hồi tôi biết tôi gửi link cho download ha. Rồi ok, vậy thì khi chúng ta tra từ điển Cambridge ví dụ vậy, thì chúng ta không chỉ tra nghĩa mà chúng ta đọc các cái ví dụ nó thử, chúng ta coi cái từ này nó nghĩa đó nhưng mà nó hay dùng ở trong cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta mới đặt một cái câu tương tự như vậy, thì chúng ta mới mới biết cách dùng của từ đó được không ạ? Chứ chúng ta đừng chỉ học nghĩa không, bởi vì có rất nhiều nghĩa từ, ví dụ như may và can. Thì theo cái tiếng Việt á, thì dịch là có thể, nhưng mà thật ra may và can cực kỳ khác nhau. Từ can nó có nghĩa là nó nói về năng lực, ví dụ mình nói là I can swim có nghĩa là tôi biết bơi, tôi có năng lực, tôi bơi được. Nhưng mà ví dụ mình nói là I may swim tomorrow có nghĩa là ngày mai có thể, có lẽ là tôi sẽ đi bơi. Cái gì hình dung ý tưởng mà. À, ví dụ mình nói ngày mai trời có thể mưa ở rải rác một vài nơi thì mình dùng từ may, mình không dùng từ can, là bởi vì mình nói cái xác suất sự việc nó xảy ra. Trong khi đó từ can nó bằng nó ability có nghĩa là cái năng lực của chúng ta. Và nó I can swim có nghĩa là tôi biết bơi, tôi có khả năng bơi, tôi có năng lực bơi được. Đó ví dụ như vậy. Thành ra là buộc mình phải học sâu hơn cái nghĩa tiếng Việt, mình phải nhìn cái ví dụ nó thì mình mới hiểu cái cách dùng của từ đó như thế nào. Nha bạn Hân ha. Ok ông Hân ơi. Hân ơi. Dài. Đâu rồi bạn từ điển ok từ điển nha. Rồi các bạn tra comment từ điển nha. Rồi ok, rồi còn còn hỏi các bạn có câu hỏi gì không ha? Dính dáng tới phát âm rồi, tại vì lần đầu mình cũng chưa có kinh nghiệm nên cũng chưa có chuẩn bị nhiều thứ để cho nó đầy đủ cái gì ha. Thành ra là mình có câu hỏi gì hay mình muốn lần sau mình nói về chủ đề gì thì mình có thể đề nghị ha, các anh chị comment đó, các anh chị đề nghị ok nha. Rồi hay là muốn phát âm từ nào nữa các anh chị, bất kỳ từ nào ha, bất kỳ từ nào luôn, các anh chị nói là mình có phiên âm là mình đọc được nha. Và thật ra các anh chị hoàn toàn có thể tự làm được điều này, các anh chị tự đọc một từ mới, và các anh chị tưởng tượng khi các anh chị có thể tự phát âm đúng một từ mới thì các anh chị sẽ thấy gì, rất thích học tiếng Anh, bởi vì mình rất chủ động trong việc học tiếng Anh cái gì nha. Còn nếu như mình không biết cách phát âm á thì thường thường là mình rất là e dè, mình sợ mình nói sai, rồi khi mình học một từ vựng mình cảm thấy mất cái cảm hứng bởi vì học xong mà không có dùng được nha. Rồi ok, còn hỏi câu hỏi nào nữa không ạ? Bạn nào mà muốn hiểu chi tiết hơn á thì sáng chủ nhật đến gặp tôi ha. Mình có cái chương trình ở IMAS số 8 rưỡi đến 12 giờ.
chương trình đó là giúp các bạn thấy được một cái bức tranh tổng quát những cái vấn đề khó khăn người Việt mình gặp phải và có minh họa đầy đủ, rồi làm sao để tự phát âm được một từ dựa vào phiên âm quốc tế, rồi cũng như là chúng ta làm sao để tự nói được một câu tiếng Anh và cái giải pháp để chúng ta tự học mỗi ngày để làm sao 3 tháng các anh chị có thể giao tiếp được tiếng Anh nha. Ok, rồi xin mời câu hỏi kế tiếp ạ. Muốn phát âm từ nào, bất kỳ từ nào các anh chị. Hình như tôi nhớ có một chị Hồng có hỏi cái từ rau cải đọc như thế nào các anh chị ha. Ví dụ vậy nha, tôi ghi ra ha. Đó thì cái từ này là cũng thói quen của người Việt nè. Các anh chị thấy người Việt chúng ta bắt được cái table ở ngoài sau đó, cái hầu hết là gì, là có xu hướng cứ nhìn vào chữ đoán là vegetable, nhưng mà thật ra từ này các anh chị nó có, để coi, một không hai ba âm thôi. Từ này đọc là gì, là vegetable, vegetable nha, vegetable. Ok, còn cái từ bạn Phụng hỏi nha, từ từ đó thật ra nó có hai cách đọc á, nó Phụng ơi nha, nó có thể đọc hai âm hoặc ba âm ha, để tôi ghi cái phiên âm ra đây được, để coi có cái phiên âm không, rồi sao nó lại mất hình nữa đây. Rồi ví dụ như từ Phụng hỏi nha, thằng thằng ví dụ như thằng Anh và thằng Mỹ nó sẽ đọc khác nhau, thì Mỹ nó hay có xu hướng là nó làm cho cái chữ dài hơn, rõ hơn để cho người nghe dễ nghe và đọc cũng dễ nữa. Thành ra chúng ta có thể đọc từ đó là jewelry hoặc là jewelry, nó có thể ba âm, nó cũng giống jewelry ha, jewelry, jewelry, thì nó cũng giống như cái từ nhà hàng cái gì, thằng Anh á nó đọc là gì, restaurant, restaurant, có hai âm thôi, nhưng mà thằng Mỹ lại đọc là restaurant, restaurant, là ba âm, để làm chi ạ, để cho người nghe họ họ dễ nghe và họ đọc cũng dễ nữa. Rồi ví dụ như từ thư ký thì Anh đọc là secretary, secretary, nó có ba âm thôi, nhưng mà thằng Mỹ lại đọc là secretary, secretary, thì các anh chị thấy là nó thêm một cái âm nữa giữa th và r, terry, để làm chi, để cho dễ đọc, không có bị dính th và r gần với nhau. Th và r là hai âm đều dùng lưỡi, rất là khó để đọc nhanh với nhau. Thằng Anh đọc là gì, secretary, thằng Mỹ là secretary, secretary, hình như không vậy. Đó thì nó cái từ của bạn nói hỏi cũng vậy, hay chúng ta có thể rồi jewelry hoặc là jewelry, jewelry, ba âm đều được hết nha. Rồi ok, còn từ cơ nào nữa mà ví dụ từ thoải mái đi đó, thì nhiều bạn là hay nhấn sai, ví dụ như là thay nhiều bạn đọc là comfortable, tuy nhiên sự thật đó được nó là nhấn âm đầu tiên, cái gì đó là come th, cái gì nhìn nào, come th, 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 thì cái âm này phờ, âm phờ cái gì ha, come th, và cái âm cuối là gì, bờ, bờ đó được tạo thành với b và l, chứ không phải là b và o nha, không phải là bồ theo cái kiểu là o của từ go, mà là bờ, là b và l, bờ, do đó mình đọc là comfortable, 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 chứ không phải là comfortable nha, comfortable. Rồi cái từ rau cải mình đọc là vegetable, vegetable, chứ không phải là vegetable, vegetable nha, vegetable. Rồi what else, từ nào nữa cái gì hả? Rồi bất kỳ câu hỏi nào hay từ nào cũng được ha. Rồi có một số người mới join nó không biết có theo dõi kịp hay không, thì mình đã đến cái lúc là mình giải đáp thắc mắc rồi nha, có nghĩa là mình còn câu hỏi nào đó mình hỏi về phát âm, hoặc là mình có cái từ vựng nào đó mình muốn đọc, hay là hàng ngày mình hay sử dụng, ví dụ anh chị là marketing, các chị gặp một số từ mà hàng ngày mình nói đi nói lại từ đó hoài, mình muốn nói làm sao cho nó có đẳng cấp, hay là ít nhất là phát âm nó đúng cái để nó hình thành thói quen thì các anh chị ok đọc liền luôn nè. Vì vì chúng ta có từ back pack, back pack đó, ok, vậy thì một cái âm bờ là bờ bò, một âm bờ là bờ phở, bờ bò là gì, là chúng ta phát ra nó âm hữu thanh, chúng ta bờ bờ, trong khi bờ phở là bậc. Tôi lấy ví dụ nha, ví dụ như chúng ta có từ pay, pay là trả tiền, trong khi đó bay là cái vịnh, hiểu được ý tưởng chưa, hay là chúng ta có p là đậu, trong khi đó b là con ong, hoặc là to be, hay chúng ta có từ pet,
cat là thú cưng, nó khác với bat, bat là cá cược. Vậy thì mình phân biệt bò phở và bò bằng cách nào? Một ông bật hơi không ạ? Patient, đúng không? Pen, pee, pay, đó là bò phở. Bò bò chúng ta không bật hơi mạnh, chúng ta phát ra từ cổ bay, be, bat. Vậy thì cái âm âm của mình là âm gì? A, cả hai cái đều là A. A, đà, nhưng mà gì? Back, back, back là bò bò. Trong khi pack, backpack. Nha, thì cái đó là gì? Là nó có nghĩa là cái ba lô đó ha, backpack. Rồi. Backpack. Ok. Rồi, Thùy Thùy Nguyễn được chưa? Backpack. Backpack. Rồi, ok, còn từ nào khác nữa không ạ? Những từ mà học viên hay hỏi tôi á, thì tôi sẵn tôi lấy ra tôi nói luôn ha. Ví dụ như cái từ nhân sự chẳng hạn. Nhân sự đọc sao cái gì ha? Các chị type từ đó ra đi. Giờ ví dụ từ nhân sự nha. Thì nhiều người hay đọc là resort nha. Thì cái từ này đọc như thế nào cho chính xác? Thì thật ra từ này có hai cách đọc anh chị. Các anh chị có thể đọc là resource nếu đọc theo kiểu Anh ha, resource. Tuy nhiên thằng Mỹ nó lại đọc là resource, 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 human resource, resource. Thì hầu hết người Việt hay đọc là resort, cái gì đó, resort gì đó, resource. Thì các anh chị đã nắm chưa? Resource, resource, ok. Rồi, còn từ nào khác không ạ? Ok, beneficiary, nên như viết sai rồi. Từ này viết sai rồi nha. Rồi, để đánh máy lại từ đó cho ha. Beneficiary là viết sai rồi, viết viết lại giúp nha. Bạn bạn thay bài để cho biết chính xác là có phải hỏi từ đó hay không á nha. Bene. Rồi, cái từ bạn Kim Dung ơi, Kim Dung. Kim Dung ơi. Nha, Kim Dung nào, ví dụ banner phí là tới âm F B nha, được chưa? B N B E N E F nha, F rồi mới tới là F I rồi mới tới C I A R. Nó đọc là gì? Benny hay là banner đều được ha, beneficiary. Beneficiary hoặc là beneficiary à, beneficiary. Được chưa chị Dung ha? Cái này là âm F trước nha, chữ đó mình bị sai chính tả, chị xem lại ha. Thưa cuisine, cuisine của chị bạn Thùy á là viết cũng không đúng chính xác tả nha, bị sai chính tả rồi đó. À. Cuisine. Rồi. Về cuisine nó được viết là cuisine, được viết là C U I nha, y ngắn đó. À, hay là mình nói là C U I rồi gì nữa? S I N E. Chứ không phải là C U L đâu nha Thùy ơi. Đọc là gì? Khi 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 này có gì đặc biệt, nó không phải là ông quờ cái gì nha, nó không phải ông quờ mà nó là khờ quờ, có cao mà trước á, khờ khờ khờ. Khi cuisine, 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 được chưa? Cuisine, ok. À, rồi ok, resort ha, resource ha, resource, human resource, ok. Rồi, người hướng lại, đúng rồi, người hướng lại chị Dung nãy mình gõ sai thứ tự đó chị ha. Có nghĩa là thay vì chữ C đó chị thế bằng chữ F á, chị đem chữ C ra ngoài sau chị, nó là beneficiary, beneficiary, do đó phí nó phải đứng trước chứ không phải C đứng trước nha chị Dung ơi. Beneficiary chị Dung được không ạ? À? Chị Dung ok chưa chị Dung ơi? Beneficiary hoặc beneficiary đều được hết á, Sherry, beneficiary, beneficiary. Đúng rồi, Thùy, đúng rồi đó Thùy. Cuisine, khuy. Có nghĩa là miệng của chị cách phát âm luôn nè. Miệng của em có quờ, được chưa? Nhưng mà trước quờ nó có khờ, do đó em phải khạc ra khuy, khuy, khuy. Nếu em không khạc ra nó là quy, nó là quờ không à. Bây giờ khuy, đúng không? Khuy, zin, cuisine, cuisine. Nó là ẩm thực đó. Cuisine, cuisine, ok, rồi từ khác nha. Một vài từ nữa đi các anh chị rồi mình tặng cái quà cái xong cái mình tạm biệt nhau ha. Cuisine. Rồi từ khác muốn đọc từ nào nữa. Rồi hay thậm chí là sau cái live này các anh chị có thể comment lại cái
chủ đề hay là nội dung các anh chị muốn lần sau mình làm live để tôi sẽ có thể tập trung hơn, tôi chuẩn bị. Còn lần này là chủ yếu làm cho quen cái việc live thôi ha, thành ra cũng chọn đại một cái chủ đề nào đó là ok. Còn hết Thùy ơi, ổn không Thùy? Ok rồi, mọi người comment cái ha, coi coi có đang theo dõi hay không. Chào anh Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng. Chờ, muốn muốn phát âm từ nào nữa không? Đúng rồi, khuy, đúng rồi, gần gần vậy đó. Ok, dĩ nhiên mình dựa vào phiên âm quốc tế chứ mình không có phiên âm theo kiểu Việt Nam vậy nha, nha Thùy. Khuy, gần đúng rồi đó, cuisine. Từ của chị Serena ha. Từ này có vẻ hơi lạ nha. Từ này là trong từ điển không có luôn chị ơi, không biết nó có chuyên ngành gì hay không. À Minh ơi, à, chắc sẽ báo trước, tại cái này là do hôm trước mình nợ đó, thành ra là mình cũng có nghĩa là mình đang làm nửa chừng, khoảng chừng 50 phút, cái là cái mạng nó không có ổn, thành ra nợ nên không có báo trước xa, mới có báo có 10 20 phút mà, thành ra là chắc thường thường chắc dự định làm sẽ khoảng 9:30 nha, 9:30, 9:30 tối đó, để cho mọi người mà tại vì mình dậy về là 9 giờ là mình mới về tới nhà, thành ra 9:30 mình làm nha. Rồi ok được không Minh ơi, mình có nghe rõ câu trả lời không Minh? Giờ các anh chị còn câu hỏi gì nữa không? Không thì mình sẽ tặng quà xong rồi cái mình tạm biệt ha. Có nghe cái thống kê quan trọng không? Mọi người muốn nghe không? Chấm chấm cái đi, mình chỉ từ vựng nào nên học nè. Hello. Ok, rồi. Apologize. À. Yeah. Yeah, chúng ta đọc từ đó là gì? Tiếng Anh người Anh đó là apologize. Tuy nhiên tiếng Anh người Mỹ amo đó đổi thành amo, thì đó apologize. Apologize. Ok, nghe rõ không? Bằng Sydney. Được chưa? Trả lời câu hỏi vậy ok chưa? Apologize. 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 Ok. Dạ, còn hết, còn hết. Rồi, vậy thì mình có thể ok, chấm cái này để hỏi cái vụ cái vụ học từ vựng nào đúng không? Rồi, mình cho cái thống kê quan trọng nè ha. Thống kê quan trọng để học từ vựng. Người ta thường hay thắc mắc là học bao nhiêu từ vựng thì đủ. À, thì thật ra không có đủ nhưng mà tạm tạm để mình có thể giao tiếp được nha. À, tuy nhiên liên quan tới câu hỏi này đó thì người ta cũng hay hỏi là ở trong một ngôn ngữ thì có bao nhiêu từ vựng. Cái câu hỏi này thì các chuyên gia họ cũng không trả lời được, là bởi vì nó có cái sự nhập nhằng hay là cái sự không có thống nhất giữa những cái chuyên gia với nhau như thế này. Là ví dụ trong tiếng Anh nó có từ get, ví dụ nó có 10 nghĩa thì xem 10 nghĩa đó là 10 từ khác nhau hay vẫn xem 10 nghĩa đó là một từ get thôi, ví dụ vậy. Hay là kể cả cái chuyện là hai từ đã biết ghép lại với nhau tạo thành một từ mang nghĩa mới thì có xem nó là từ mới hay không. Tôi lấy ví dụ chúng ta có từ high là từ cao, way là lối đi, chúng ta có high ghép với way, highway thì nó có nghĩa là đường cao tốc. Vì mình có xem từ highway là một từ mới hay không? Nếu như từ high là một từ cũ, way là một từ cũ, ví dụ như vậy. Đó, thì đó cũng là một cái câu hỏi mà gây tranh cãi rất là nhiều. Thành ra là cũng không có cách gì để xác định chính xác là một ngôn ngữ có bao nhiêu từ. Nhưng nó có một cái cách rất là tương đối để chúng ta có thể xác định một ngôn ngữ đó có khoảng bao nhiêu từ. Đó chính là dựa vào cái từ điển nhiều từ nhất trong ngôn ngữ đó. Thì đối với tiếng Anh cái từ điển nhiều từ nhất đó là Oxford thì nó khoảng 170 mấy ngàn từ các anh chị. Nhưng nó có một cái thí nghiệm, một cái gọi là gì? Cái này không phải gọi là thí nghiệm, experiment là gì ta? Là một cái nó gọi là thử nghiệm nha, một cái thử nghiệm là vô cùng quan trọng, đó là gì? Oxford nói là một cái thống kê từ 250.000
bài đàm thoại hàng ngày cũng như các cái bài báo, bài viết hàng ngày. Tôi sẽ nhắc lại nha. Họ thống kê từ 250.000 cái bài đàm thoại cũng như cái bài viết, bài báo hàng ngày. Và họ sắp xếp các cái từ vựng có trong 250.000 cái bài viết, bài đàm thoại đó theo thứ tự tần suất xuất hiện từ cao xuống thấp. Được chưa? Và họ mới thấy rằng là gì? Một người khi làm chủ được 1.000 từ đầu tiên thì họ hiểu được 89% cái giao tiếp hàng ngày. Và nếu như ai đó làm chủ có nghĩa là mình phát âm đúng, mình nghe nói được, mình sử dụng được cái từ đó ngon lành á. À, nếu như mà mình làm chủ được 3.000 từ đầu tiên thì mình hiểu được 95% giao tiếp hàng ngày. Còn 5% còn lại dựa vào ngữ cảnh mình có thể đoán được. Thật ra mình cũng không cần hiểu hết. Nó giống như hai người thuộc hai miền khác nhau. Nói chuyện với nhau nhiều khi chữ được chữ mất nhưng chúng ta vẫn có thể đoán để chúng ta hiểu được. Các anh chị hình dung nha. À, vậy thì nếu lỡ xui xui chúng ta học 170 mấy ngàn từ còn lại chúng ta chừa 3.000 từ mà tôi vừa nói, có phải là vì mình xui lắm không các anh chị ha? Đó thì thành ra là để học từ vựng hiệu quả thì siêng năng là hiển nhiên rồi, nhưng chúng ta cũng cần phải khôn ngoan. Chúng ta phải hỏi là tôi phải học từ vựng nào, tôi không phải học tất cả đâu. Vậy thì 3.000 từ mà tôi vừa nói có ở đâu? Các anh chị lên website của Emacs, các anh chị gõ cái số 3.000 trong phần search, các anh chị sẽ thấy được cái danh sách 3.000 từ đó, các anh chị có thể tải về. Rồi làm gì? Chúng ta từ nào biết mình bỏ qua, từ nào chưa biết mình mở từ điển ra mình tra, mình học cách phát âm nó, mình học từ loại nó, mình học cái định nghĩa của nó, mình học các cái ví dụ, mình học cái collocations, những cái từ hay đi chung với nó, động từ, danh từ, tính từ, vân vân, để gì thì mình khi sử dụng nó mình mới biết cách sử dụng cái gì ha. Các anh chị tưởng tượng các anh chị học một từ vựng ví dụ television mà các anh chị không có những từ liên quan tới cái tivi, các anh chị sẽ không thể nào nói cái câu chuyện về chủ đề tivi được. Các anh chị có đồng ý không ạ? Thành ra là học cái từ TV thì phải học những thứ liên quan tới nó thì chúng ta mới bắt đầu nói chuyện được. Vậy thì lên website của Emacs, các anh chị gõ cái số 3.000 vào, các anh chị download cái danh sách 3.000 từ vựng nó về để chúng ta học. Được không ạ? Thì đó là không thể cực kỳ quan trọng các anh chị. Vì vì sao vậy? Vì theo Pareto á, là hay hay người ta hay gọi cái nguyên tắc 80-20 á, là chúng ta dùng 20% công sức của mình, nỗ lực của mình, chúng ta giải quyết được 80% vấn đề. Một ngày làm việc 8 tiếng nhưng thật ra thực sự hiệu quả chỉ có vài tiếng thôi, ví dụ như 2 tiếng, 1-2 tiếng gì đó thôi. Cái gì hình dung nha. Nên là gì, là mình trước khi mình dồn hết tâm huyết mình học thì mình phải hỏi là mình học cái gì cái nào. Thành ra là 3.000 từ đó giúp các anh chị học định hướng thật nha. Rồi ok, còn có hỏi gì nữa không ạ? À? Hello, còn có hỏi gì nữa không trước khi chúng ta kết thúc? Tặng món quà cuối cùng rồi, tạm biệt ha. Còn câu hỏi gì không? Bất kỳ phát âm từ nào, bất kỳ từ nào ha. Rồi vậy vậy thì cái từ từ tài nguyên ấy, chúng ta đọc là resource, cái gì ha? Resource, resource. Còn cái từ cái khu nghỉ dưỡng á, chúng ta đọc là resort, 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 cái gì ha? Chứ không phải là resort đâu ha, resort. Ok, rồi vậy thì trong cái khuôn khổ bữa live hôm nay á, cái phương tiện nó cũng không có đầy đủ, thành ra là có thể mình chưa có thấy được cái bức tranh rõ ràng lắm. Thành ra tôi mời các anh chị ha, mình nếu mình quan tâm thực sự, mình quyết tâm giỏi tiếng Anh sau 3 tháng đến 6 tháng thì các anh chị đến cái buổi chia sẻ của tôi ha, vào sáng chủ nhật. Mình cái có thể đăng ký chút xíu, tôi bổ sung cái link, các anh chị có thể đăng ký hoặc là gì, để tôi xem, tôi comment ở đây luôn để cho các anh chị tiện nha. Ok rồi, rồi rồi đàm thoại tiếng Anh giọng Mỹ nha, trong com các anh chị có thể vào link Oh no. À, giỏi tiếng Anh sau 3 tháng cái này ha. Giỏi tiếng Anh sau 3 tháng chấm con nha. Để các anh chị đăng ký tham dự cái chương trình sáng chủ nhật này. Ok, vì vì số lượng chỗ ngồi giới hạn á, thành ra các anh chị chịu khó đăng ký để chúng tôi ban tổ chức có thể bố trí chỗ ngồi cho tốt các anh chị ha.
Rồi, ok, cái link ở đây. Rồi, còn có hỏi gì nữa không? Hello. Thì Thùy mới hỏi gì đây? À, trễ hơn 6 giờ hả? EMS lớp học bắt đầu lúc 6 giờ, tuy nhiên là thường khoảng 6 giờ 15 mới bắt đầu ôn lại kiến thức nha Thùy ơi. Tại vì EMAS là chuyên đào tạo cho người đi làm không à, thành ra cái giờ cũng cố gắng nha, mọi người có thể tham dự nó dễ dàng. Với lại một tuần mình chỉ học 2 buổi, một buổi dài là 1 buổi 2 tiếng rưỡi, chứ mình học ngắn ngắn mất công đi lắm, đi lại mất cả tiếng đồng hồ à, thành ra là mình học 1 tuần 2 buổi nhưng buổi dài. Và thường 6 giờ chỉ vào có mặt dễ đáp thắc mắc thôi, 6 giờ 15 thì mình mới chính thức bắt đầu ôn bài nha. Và đó là Thùy có học thì cũng yên tâm. Nếu mà được thì sáng chủ nhật ha, mình gặp nhau ở IMAX, mình tham dự cái chương trình 3 tiếng rưỡi, mình sẽ nói chi tiết hơn, sâu hơn, giải đáp thắc mắc và thậm chí hướng dẫn đọc phiên âm luôn để cho mọi người có thể đọc được phiên âm. Dạ, còn gì hết? Hello. Mọi người vẫn còn đó chứ? Rồi thôi vậy ha. À, ngày đầu tiên mình làm đơn giản vậy thôi, rồi sau đó các bạn cứ xem cái mình xem cái bản record của cái live này á, xong rồi cái mình comment coi mình muốn lần sau mình live cái gì nha. Thì Jimmy sẽ giúp cho các anh chị, hỗ trợ các anh chị. Ok, rồi tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.